về thăm đường đất uốn quanh cỏ ôm ruộng đồng, về nghe lại những khúc ca dao ta thuộc lòng, về giữa đồng hương nghe giọng nói quen thuộc, tiếng Việt ôi nhớ mà thương, nhớ mà thương. Về đi lại phố thoáng hương rêu bên bờ kè, về ngồi lại quán có anh em có bạn bè, về dưới hàng cây chờ mưa nắng ven đường, nhớ ngày xưa có người trông ngóng người tan trường. Về lại chốn tuổi thơ ôi tràn đầy, chỉ khi xa nơi này mới thấy buồn biết mấy. Mùa đông tới run đôi tay giữ người, đói trong nơi quê mình tiễn tha bao lá tình. Về nghe mùi khói bếp loay hoay mặn cay cay, cả tương bầu bí có canh chua mẹ vừa bày, giờ cơm đầm ấm là giây phút sum vầy, mong được mơ dưới lời ru quên kiếp người đó. Trên nhà dưới vui nào nào tiếng cười giòn, và trong khoảnh khắc chờ giây phút giao thừa, chút tình viên xứ hoài hương biết nói sao cho vừa, chút tình viên xứ hoài hương.
Sài Gòn tôi đã ngủ im rồi, ngã ba, ngã tư, ngã năm không người. Sài Gòn tôi đã vết thương ra rời. Về cái hoàn cảnh ra đời của ca khúc Sài Gòn tôi sẽ, đầu tiên đó là những cảm xúc từ ngày 30 tháng 5, tức là trước khi thành phố thực hiện giãn cách lần thứ nhất là vào 0 giờ ngày 31 tháng 5 đó. Thì vài giờ trước khi giãn cách đó thì mình có lái xe ra ngoài đường, thì mình coi, mình thấy là hàng quán đóng cửa nè, mình thấy những cái sợi dây cách ly đó giăng mất khắp nơi, rồi người ta chốt chặn tất cả mọi thứ và cái thành phố nó vắng hẳn đi. Thì mình là người sống ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ, và mình đã quen với cái cảnh thành phố Hồ Chí Minh rất là nhộn nhịp, rất là náo nức, đông đúc, thậm chí là kẹt xe. Và tự nhiên bây giờ nó đột ngột như vậy làm cho mình cảm thấy xót xa. Đó, mình mới có diễn tả ở trong bài hát là những cái chữ như là tiêu điều, là xanh xao, đúng nghĩa là chữ xanh xao. Thêm cảnh lúc đó buổi chiều nữa, trời cũng đang âm u, mà thêm cái cảnh vắng như vậy nữa là mình cảm thấy rất là cảm xúc. Thì lần đầu tiên mình có viết một cái bài viết về cái việc đó. Thì cái cảm xúc đó nó cứ quay quần, phải cái cảm xúc đó nó cứ luẩn quẩn ở bên mình. Tới cái trước giãn cách chỉ thị 16 đó, thì mình đã giống như là cái cảm xúc đó nó đủ để mình viết thành một ca khúc Sài Gòn tôi sẽ trong khoảng một tiếng. Thì thật ra chỉ là cảm xúc thôi, chứ mình cũng chưa có gọi là cái tên bài hát là Sài Gòn tôi sẽ đó. Tên đó là của khán giả đặt giùm đó. Thì đó là hoàn cảnh ra đời của bài hát đó. Và thực tế là gì? Là mình đã viết rồi, đã viết thành giọng trưởng, chuyển thành bài vui, chuyển lời thành một cái bài rất là vui, nhưng mà không ai đón nhận, không ai ủng hộ, không có nhiều like, không có nhiều lượt share như là cái bài đầu tiên. Có vẻ nó cũng vô duyên, giống như là cái câu thôi nếu buồn thì hãy cười lên nhé vậy đó. Hàng quán hay chợ búa hay là công trường, dạp hát hay là công viên, rồi ra đường cửa đóng then cài để bao người nhớ thương, quạnh vắng khi nhìn lá rơi đầy vấn vương, những dây răng mắc khắp mọi nơi như đang buộc trói tâm hồn tôi, tiếng xe còi hú. Sài Gòn tôi sẽ náo nức như thường, sẽ thơm phở ngon, sẽ huyên phố phường. Sài Gòn tôi sẽ thắm tươi hoa cờ, sẽ vang tiếng ca muôn lời thơ. Thank you.
xuân năm nay con không về. Ngày đó Tết còn xóm riêng thua tên nhau, còn mang cho nhau nải chuối buồn cao. Ngày đó lũ trẻ con đùa nô, còn vui ca vang ngập tràn phố. Ngày đó Tết đã làm gì có những chiếc màn hình to, những thú vui ngàn đó. Ngày đó Tết còn nói nhau nghe bằng lời, ngày Tết ngày vui nhất trên đời. Dù biết thế rồi lòng vẫn mong đợi, Tết xưa còn mãi nguyên trong lòng tôi. Ngày đó trăng vội vàng Tết đến trong hân hoan, đi trong chưa chan lòng người chẳng tính toán. Dù biết thế rồi lòng vẫn mong đợi, Tết xưa còn mãi nguyên trong lòng tôi. Và lỗ chỗ nơi bà tôi ban quan ban cho ơi à xóm giềng. Nhà tôi khi ấy trước cửa trồng một cây cao ấy cây mận, nơi trẻ thơ lóc nhóc liu diu ơi à bạn hiền. Nhà tôi xưa loang lỗ gạch tường khói bếp khắp nhà, làm cay cay đôi mắt tôi, cay mắt tôi. Nhà tôi khi ấy tôi ngồi quấn quây bên chiếc tivi, đèn và trăng bé bé để kể nhau nghe chuyện đời. Ôi tôi nhớ mong, ôi tôi nhớ mong, ôi tôi nhớ mong, tôi nhớ mong. Ôi tôi nhớ mong, xin được trở về lại tuổi thơ. Nhà tôi khi ấy có gánh bắp nấu lâu lâu ngang qua, khi chiều xuống ấy có tiếng dao bánh tiêu bánh bò. Nhà tôi còn có mảnh đất bọn tôi hay quét lỗ bắn bi, có giày dép mấy đứa ấy về phân chơi lò cò. Nhà tôi bên con hẻm gập ghềnh nơi có ông nội tập cho tôi chạy xe đạp xe bé nhỏ. Nhà tôi như vậy vậy chào từ biệt tôi trong ánh nắng vàng, trong ngày ấy lúc mới biết đến tháng năm học trò. Ôi tôi nhớ mong, ôi tôi nhớ mong, ôi tôi nhớ mong, tôi nhớ mong. Ôi tôi nhớ mong, ôi tôi nhớ mong, xin được trở về lại tuổi thơ.
đây nhà cao với quán mời khang trang lung linh, đâu còn nữa ấy những tiếng dao bánh tiêu bánh bò. Giờ đây trẻ thơ đắm đuối một niềm vui thú riêng mình, đâu còn nữa mấy đứa ấy vẽ phân trời lò cò. Giờ đây bao khu phố chọc trời ai cũng tất bật, còn ai đâu ngồi cây mận mà nhỏ to. Giờ đây tôi đứng chơi vơi nhìn dòng xe cứ xuôi ngược, trong làn nắng ký ức quá khứ đang phai nhạt mờ. Ôi tôi nhớ mong, ôi tôi nhớ mong, ôi tôi nhớ mong, tôi nhớ mong, ôi tôi nhớ mong, ôi tôi nhớ mong, xin được trở về lại tuổi thơ. Trở về lại tuổi thơ. Mai con sẽ về đây.
e khoe hàng xóm đó là con tôi từ nay đất nước